Thưa quý vị, mặc dù hai ngày qua trời không còn mưa, nhưng nhiều địa phương vẫn còn ngập sâu. Các gia đình đang phải đối mặt với hàng loạt khó khăn về lương thực, nước uống, điều kiện sinh hoạt. Phóng sự được thực hiện vào chiều ngày hôm nay tại huyện Vũ Quang. Bước sang ngày thứ năm, bị ngập chìm trong nước lũ. Mọi sinh hoạt của gia đình chị Lê Thị Xanh ở thôn 2 Đức Bồng, huyện Vũ Quang đều gắn với căn gác lửng chừng 8m2 này. Dù nhiều nơi trong thôn nước lũ đã rút, nhưng nhà chị nước ngập vẫn đến cả mét. Gạo trong nhà chỉ còn đủ ăn thêm một ngày. Nước sạch dự trữ cũng chỉ còn lại vài lít. Thức ăn chẳng có gì ngoài lạc rang với muối. Để chống chọi, chị Xanh chỉ còn một cách là phải dè sèn từng bơ gạo, từng chai nước uống. Ngập lụt kéo dài thì chị phải tiết kiệm từ những giọt nước uống, rồi là nói chung cái gì cũng phải tiết kiệm, kể cả nước mắm cũng phải nấu ít hơn, rồi gạo cũng phải là nấu ít hơn. Mặc dù hết sức khốn khó, nhưng cuộc sống của chị Xanh vẫn còn may mắn hơn nhiều gia đình trong thôn. Như gia đình chị Nguyễn Thị Thảo ở thôn 2 Đức Bồng, chồng mất, con còn nhỏ, nhà gần sông, nên khi nước lũ về, chị gần như không kịp trở tay. Nhiều vật dụng trong nhà đã bị nước lũ cuốn trôi, nhiều mảng tường nhà cũng bị sụp đổ. Một thân một mình, giờ chưa biết xoay sở như thế nào trong những ngày tới. Cơn lũ to, lụt sâu gần 2 phần nhà của chị, thì chị ở gần bờ sóng thì nước vào thì đất nó sụp. Nó sụp thì lên lũ, nó sụp đổ, nó rằn hết. Cơn lũ này ra thì giờ mẹ con chị không biết, nhà không có mà ở nữa. Thì giờ không biết ở nơi mô. Như lụt xuống nó không có nhà mà. Tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách luôn được người dân vùng lũ phát huy. Tuy nhiên, như cách nói dân dã của nhiều người, giờ lá nào cũng rách nên việc hỗ trợ nhau là rất khó. Chính quyền các địa phương dù nỗ lực để không hộ nào bị đói, bị rét, nhưng xã nghèo, huyện nghèo nên việc lo đủ cho người dân cũng không phải là chuyện dễ. Trong cái bài toán an ninh lương thực cho bà con cũng rất là nan giải. Trước cái tình hình đấy thì huyện có chủ trương là hỗ trợ lương thực, đặc biệt là các cái thực phẩm ăn ngay cho bà con. Tổ chức các cái thuyền cứu trợ bà con các cái thực phẩm ăn ngay như mì ăn tôm rồi nước uống cho bà con. Cái thứ hai nữa là thống kê nhanh thiệt hại, đặc biệt là lương thực thực phẩm và kịp thời cứu trợ cho bà con thông qua các cái kênh cứu trợ của các cái tổ chức rồi ban tiếp nhận viện trợ của huyện tiến hành phân bổ một cách kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch đến những người dân bị thiệt thòi sau cơn hoạn nạn. Nước lũ còn cao, điều này đồng nghĩa với cuộc sống khó khăn của người dân sẽ còn kéo dài. Những bữa cơm đạm bạc thiếu thốn như gia đình chị Xanh, những thiệt hại mất mát như gia đình chị Thảo vẫn đang tiếp tục tăng lên. Cũng như những người dân vùng lũ, người dân Vũ Quang đang cần lắm những tấm lòng hảo tâm để vượt qua những ngày tháng gian khó này.